xem cảnh mấy anh ngư phủ bủa lưới ban đêm nha anh em. Ở ngoài biển nên mình quay video nó hơi rung lắc tí xíu. Dùm lại gần và xem mấy anh ngư phủ nha. Chị em nào cứ đừng hỏi mà lương tháng bao nhiêu. Lại hỏi là một công việc tối nay anh làm gì. À, mấy lũ cuối, đầu cà ké gì đó mới làm sao chờ. Đó, công chuyện máy ảnh là vậy á. Một anh sắp đầu, còn mấy anh kia là mấy bên lên bắt đầu mấy anh sắp xếp theo thứ tự. Chụp mũi đây có anh sắp quen. Lưới nè anh em. Đó. Dưới ngay chỗ khu vực phao có một cái thúng là anh có trách nhiệm đi kiểm tra. Bơi dập dập bỏ à, đi về hướng đó đi bài à. Gần cạn lưới rồi nha anh em. Đó, còn hơi xíu lưới à. Đây, gần cạn lưới rồi nha anh em. Đóng cái hố quét trời. Này quấn trong đèn cho nên có cái hố. Được cái hố con lớn rồi. Wow, cái hố con lớn cơ. Nhìn xe mà dày là con mà lớn lắm. Sau 2 giờ làm việc thì bây giờ giác lưới cũng đã cạn. Bây giờ là công đoạn tới anh em múc ghé thôi. Giờ là lấy mây ben ra nha các bạn. Bây giờ là máy ảnh theo tay. Theo tay cho nó điều lưới. Thank you.
Con này nhiêu ta? Con này bằng hơn ký không? Đâu không nó làm bình. Làm cái đấy là chưa bán mà tôi đấy là bán 5.000 đó. Vô cái bụng cái lớn cái đây.